Kính thưa quý vị, Phong Nha Kẻ Bàng được vinh danh là di sản thế giới, tên từ Quảng Bình. Tại kỳ họp lần thứ 39 tại Bonn, Đức Quốc, với sự đồng ý của các quốc gia thành viên Ủy ban Di sản Thế giới, Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã được UNESCO lần thứ hai ghi danh vào danh sách di sản thiên nhiên thế giới. Phong Nha Kẻ Bàng được vinh danh ở hai tiêu chí là ví dụ nổi bật đại diện cho các tiến trình sinh thái trong sự tiến hóa và phát triển của các hệ sinh thái trên cạn và sở hữu môi trường sống tự nhiên và có ý nghĩa nhất đối với việc bảo tồn đa dạng sinh học. Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng có rừng nhiệt đới ẩm còn tương đối nguyên vẹn trên núi đá vôi với độ che phủ chiếm 94%, trong đó 84% là rừng nguyên sinh. Vườn có trên 2.934 loài thực vật bậc cao có mạch và hơn 800 loài động vật có xương sống, trong đó có nhiều loài nằm trong danh sách đỏ của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới và chỉ tồn tại ở một số nơi trên thế giới. Mức độ đặc hữu ở khu vực này được xác định là cao với trên 400 loài thực vật của Việt Nam và 38 loài động vật của dãy Trường Sơn. Có nhiều loài mới được ghi nhận như bò cạp hang động, cá, thằn lằn, rắn, rùa. Đặc biệt quan trọng, ở đây có 4 phân loại linh trưởng đặc hữu đang bị đe dọa, gồm vọc Hà Tĩnh, phân loại vọc Hà Tĩnh, chà vá, chân nâu, vượn đen má trắng. Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới đánh giá động vật thực vật ở Phong Nha Kẻ Bàng có sự đa dạng cao nhất ở Việt Nam và rất cao so với các di sản thế giới, các nước trong và ngoài khu vực. Với những giá trị trên, Phong Nha Kẻ Bàng là vườn quốc gia thứ 3 châu Á và đầu tiên trong khu vực đạt 3 trên 4 tiêu chí dành cho một di sản thiên nhiên. 12 năm về trước, Phong Nha Kẻ Bàng lần thứ nhất được vinh danh di sản theo tiêu chí giá trị ngoại hạng về địa chất và địa hình.